Chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu các bạn một số cái tác hại của việc chạy bộ. Thế thì một số người cứ nâng cao quan điểm về chạy bộ có cái tác dụng này, có tác dụng kia. Nhưng một số người thì không nói những cái tác hại của nó. Thế thì cứ theo là các nhà khoa học ở bên Mỹ, Anh nói rằng là chạy bộ là ngăn ngừa được bệnh ung thư, chạy bộ là không bị gút, không bị tiểu đường. Nhưng cái đó là những con số, những quy nạp cũng hoàn toàn có thể như vậy, nhưng mà để phát huy được tác dụng của nó thì phải đúng cách, chúng ta tránh làm dùng nó một cách quá đáng. Và các bạn phải phân biệt đó là thể thao là khác, thể thao là thi đua để giành được đỉnh cao, còn thể dục là khác, thể dục là những cái động tác giúp cho nâng cao sức khỏe. Mà chạy bộ ở đấy, nếu không đi vào cuộc thi marathon gì đó thì chạy bộ là mục đích để cho khỏe người các bạn nhé. Thế thì các bạn có thể tìm thấy những cái tác dụng của chạy bộ, nhưng mà các bạn cũng phải nghiên cứu, phải tìm hiểu kỹ đó là có thật sự khách quan không? Những cái trang mạng đó nó có thật sự khách quan, những cái số liệu có khách quan không? Nói chạy bộ ngăn ngừa bệnh ung thư thì có cái gì để chứng minh? Đấy. Hoặc là chạy bộ tăng tuổi thọ có cái gì chứng minh? Ta không thể lấy một cái ví dụ để mà làm khái quát hóa cho một trường hợp. Chẳng hạn như một cụ bà 100 tuổi chạy bộ thì từ đó một số bạn nghĩ là chạy bộ là sống được thọ. Không phải như vậy đâu. Để sống 100 tuổi, ngoài việc chạy bộ của ba cụ đó, nó tùy thuộc rất nhiều yếu tố nữa, có thể yếu tố di truyền, rồi sinh hoạt, rồi tất cả vấn đề khác nữa các bạn nhé. Cho đó đặt vấn đề là hôm nay ngược lại một chút, tư duy phản biện đó là chỉ ra những cái tác hại của chạy bộ. Thì cái này là rõ ràng các bạn này, chạy bộ không đúng cách khi ăn no, chạy bộ khi ăn no, thì rõ ràng là hoàn toàn là không tốt. Cái này cực kỳ ảnh hưởng sức khỏe, làm ảnh hưởng dạ dày, ảnh hưởng quá trình tiêu hóa là không tốt, là tác hại không tốt. Đấy. Làm cho quá trình tiêu hóa mà thậm chí là đau dạ dày. Rồi bộ phận tiêu hóa. Các bạn nha. Cái này rõ ràng khi ăn nó mà tổng tập một cái động tác thể dục thì cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là chạy bộ. Đấy. Cái thứ hai là tác hại của nó là mất quá nhiều năng lượng. Đấy. Chắc chắn rồi. Không biết sức khỏe có tăng được bao nhiêu, nhưng năng lượng, cái hàm lượng calo các bạn đốt cháy rất nhiều. Đấy. Và khi đốt nhiều cái năng lượng này thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe các bạn. Đấy. Là không tốt, đúng không? Đấy, mất quá nhiều năng lượng. Không ai nói chạy bộ là ít năng lượng, mà tôi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mà có một số bạn lấy làm cuộc thi phải chạy được 3 km, 5 km, 7 km. Chạy như thế là chạy thi rồi. Chạy thi là thể thao, không phải là thể dục. Mà muốn sức khỏe là các bạn chạy nhẹ nhàng, chạy rất ít thôi, chạy 1 km trở lại thôi, hoặc chạy rất chậm. Đấy, các bạn phải nhớ như vậy. Để làm sao mất ít năng lượng mà thu lại cái hiệu quả với sức khỏe. Còn mất quá nhiều calo, mất quá nhiều năng lượng, làm hao mòn cơ thể, đấy, thì không tốt các bạn nhé. Cái đó là không biết cách đấy, những người không biết cách mất quá nhiều năng lượng. Và khi chạy thì một cái điều có thể là dẫn đến là thứ ba, đó là tăng nhịp độ tim. Cái này là chắc chắn này, độ tim các bạn nhé, cái này là chắc chắn này. Đấy, cái này hay quá này. Và nhịp độ tim có một cái cỡ trung bình, mình vượt quá một ngưỡng nó dẫn đến là đột quỵ các bạn này. Đột quỵ. Đã nhiều người chạy bộ buổi sáng đã bị đột quỵ. Và đáng xuất cho các bạn là nguy hiểm. Đấy. Đột quỵ. Cái này cực kỳ nguy hiểm, cái này kiểm soát nhịp thì mình phải có cái máy để kiểm soát. Mình thi đua thì chạy đua, có đến người ngất trên đường chạy. Phải là đáng xuất khỏi đường chạy thì để làm gì? Tại người ta phải chạy thi đua đó. Các bạn cẩn thận chỗ này, phải chọn cái thời gian chạy như thế nào hợp lý. Đấy, cái này cần hết sức nguy hiểm. Đấy, các bạn nhớ rồi, chạy ở đâu?
chạy ở con đường giao thông, đường giao thông, đường giao thông thì nó sẽ gần đến đó là không an toàn. An toàn đấy, và bụi bặm, bụi bụi ra đời sẵn chi có cái chi rất độc đấy. Điều đó là lợi ích được 1 tỷ sức khỏe, nhưng mà bù lại các bạn phải hít thở cái độc và tạo cho mình cái sự không an toàn. Cho nên các, những cái điều này các bạn, cho đó để chạy có hiệu quả các bạn phải chọn cái chỗ nào chạy hợp lý, có sân vận động hoặc gì đó, hoặc là cái công viên hoặc gì đó các bạn nhé. Còn chạy những cái chỗ đường giao thông này là không nên các bạn nhé, gây cản trở giao thông, không an toàn, bụi bặm, hít thở những không khí không tốt các bạn nhé. Rồi mà chạy nhiều quá thì dẫn đến các cái cơ được hao mòn, các cái khớp hao mòn, các khớp hao mòn, hao mòn khớp, hao mòn khớp, và khi đó dẫn đến là dẫn đến cái bệnh xương khớp thôi các bạn nhé, là không tốt. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Đấy, tóm lại nó còn nhiều nhưng mà đấy là những cái hạn chế, những cái tác hại của chạy bộ. Thứ nhất là chạy khi ăn không no, đang ăn no này là ảnh hưởng dạ dày. Rồi thứ hai là mất quá nhiều năng lượng. Thứ ba là làm tăng nhiệt độ tim một cách quá cao này, dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Thứ tư là không an toàn. Đấy, bụi bặm khi chạy ở đường giao thông. Đấy là thứ tư. Và thứ năm là hao mòn các khớp. Các bạn đổi lại được 1 tỷ sức khỏe mà các cái khớp gối, các cái khớp chân, các cái khớp hạng lại là hao mòn, ảnh hưởng đó thì có bù đắp được cách không? Rồi chạy như thế nào? Chạy vừa phải thôi và ít thôi các bạn nhé. Đến đây là một số cái bình luận, một cái chia sẻ của các bạn về cái tác hại chạy bộ. Chúng ta cứ nghĩ là khi nào tốt chống được bệnh thứ, nhưng liệu có chống nổi hay không mà bù lại mình lại bị những cái ảnh hưởng về tác hại này các bạn nhé. Đương nhiên chạy đúng cách hiệu quả theo chỉ dẫn của bác sĩ là tốt, còn từ tiền thì rõ ràng rất nguy hiểm đấy. Đấy, khi ăn nó thì không ít người mắc phải, nhưng các bạn chạy bị một cái bệnh thành tích thì dẫn đến là rất nguy hiểm, có thể chữa được một cái bệnh đó nhưng nó này phát sinh nhiều cái bệnh khác các bạn nhé, không tốt cho sức khỏe lâu dài. Đừng lấy một cái trường hợp mà để quy nạp cho các trường hợp, cái quy nạp hoàn toàn không hoàn toàn, quy nạp hoàn toàn không hoàn toàn là quy nạp rất nguy hiểm. Cứ thấy một ông già 90 tuổi chạy bộ và nghĩ rằng người chạy bộ là sống thọ, điều đó hoàn toàn sai. Để được 90 tuổi không phải chạy bộ, ngoài đó ông phải thực hiện nhiều cái cách sống, nhiều vấn đề khác nữa các bạn nhé. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.